Hello, mình xin chào lại các bạn nha. Hôm nay mình lại vào bếp và muốn chia sẻ cùng các bạn món khép bánh này của Pháp. Nhưng mà làm những nguyên liệu rất là dễ tìm, trong đó có bột mì nè, bột nổi nè, muối, đường, trứng gà và bơ. Chỉ có vậy thôi. Và ăn kèm với bánh này có Nutella, giống như bên Việt Nam bạn có sô-cô-la, bạn làm chảy ra và bạn chét lên, hoặc là đường bạn rưới lên ăn cũng ok lắm. Các bạn cùng thử làm với mình nha. Loại bánh này trẻ con rất thích, nhất là các con của mình rất thích luôn á. Mình sáng dậy và mình làm bánh này cho tụi nhỏ ăn đó các bạn. Chúng ta cùng vào bếp làm với nhau nha. Đi nào. Những nguyên liệu mình ghi gõ trên màn hình và ở dưới miêu tả nha các bạn. Đầu mình đông 3 cup bột mì. Một muỗng cà phê đường. Một gốc tương muối. Và một nửa muỗng cà phê bột nổi. Hai chồng trắng trứng gà. Và đông 3 cốc rưỡi sữa bỏ vào bột và trộn đều lên với nhau nha các bạn. Bạn quấy cho đều tay và cho thật mịn bột. Nếu mà nó chưa mịn, bạn lấy cái vợt đó và bạn lấy làm giống như mình á, nó sẽ tan bột, tan trứng chồng trắng ra đều với nhau. Đó, bây giờ nó đã mịn như vậy là ok nha các bạn. Bắt đầu mình đưa lên bếp. Mình làm, bây giờ mình đổ bơ vào nữa. Mình chạy khoảng 20 giây thôi là nó đã tan rồi đó nha các bạn. Nhớ canh đó, không thôi nó văng tùm lum trong microwave, mình phải lau nữa, mất thời gian lắm. Và mình bắt một cái chảo để lên, cái chảo chống dính nha các bạn, để lên trên bếp và nhận số 6. Khi mà nó nóng lên rồi á, bạn bớt xuống số 4 và bạn bỏ một tí dầu lên thôi, để cho nóng chảo xong rồi bạn đổ hết dầu đó ra nha, rồi đổ bột vào. Chỉ một lần đầu như vậy thôi là bánh nó không có dính. Cái chảo chống dính như vậy, đổ một giá bột như vậy là vừa luôn. Bạn nhìn cái bánh mà khi mặt dưới nó chín rồi đó, thì cái dành bánh đó, nó dãnh lên như vậy nha các bạn. Rồi mình chở bánh. Xong rồi bạn muốn rưới Nutella hoặc là kem mút đó, hoặc là rưới đường lên ăn là cũng ok hết. Bạn có thể đem bánh ra ngoài, bạn chét Nutella
hoặc là bạn chét hẳn ở trên chảo luôn cũng được, không có vấn đề gì cả. Đây là cái keo Nutella đó các bạn. Và cũng những thao tác như vậy bạn làm đến khi nào hết bột trong mình làm thôi nha. Tổng cộng bột như vậy mình làm được 9 cái á. Các bạn hãy vào bếp và làm món này cho bọn nhỏ ăn nha các bạn. Rất là dễ làm luôn. Bạn phải lấy giá cây bạn đỡ bánh qua nha, không thôi là lấy tay không mà nó sẽ nóng lắm á. Và bánh mình đã làm xong rồi nè các bạn. Cái này các bạn làm cho các con của các bạn ăn, bọn trẻ thích lắm đó. Với công thức này mình đã làm được 2 lần, mình thấy vừa ý lắm. Cái da của bột nó giòn, nó dai giòn, nó không có mềm, nó ngon lắm. Bánh đó mình ăn cùng với Nutella này là ngon lắm nè các bạn. Mình ăn thử cái cho các bạn, mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn nè. Ngon lắm đó các bạn. Ngon quá. Cái này mình làm ăn sáng á. Con của mình nó thích ăn lắm. Mình mới làm xong rồi, bọn nhỏ lấy ăn rồi. Tổng cộng trọng lượng như vậy mình làm ra được 9 cái nha các bạn. Bên trong nó kìa. Giờ cuối video rồi, mình chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an nha. Các bạn thấy thích thì ủng hộ mình, chia sẻ cho nhiều người cùng biết và nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình, để cho mình có động lực để làm nhiều video tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
Xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.